tập 6. Người ta sao lại đồng ý cho cậu trả góp túi sách? Tối nay ăn gì đây? Cậu thật biết hưởng thụ đó. Sao cậu không tự mình mua đồ ăn gì đây chứ hả? Cậu gây ra quả to như vậy, mình nào dám ra ngoài chứ? Cậu vẫn đi chân đất à? Chân mình còn chưa rửa xong nữa. Đều do túi sách của cậu cả đó. Đừng đi mà, đừng đi. Không chịu nổi nữa, thật sự không thể chịu nổi nữa. Con vừa mới về nhà giờ lại muốn đi nữa à? Con quay về trường một chuyến. Con ở đây nữa nhất định sẽ bị con bé kia làm tức chết. Mẹ còn bị chúng nó hành không có được con. Mẹ, nói gì vậy? Con cũng đâu phải là đi không về nữa. Ngày nào tốt nghiệp? Sáng chủ nhật. Về sớm đó, con biết rồi. Lái xe cẩn thận đó, con biết rồi. Tiểu Tuệ, hôm nay Từ Thiên thực sự đến tìm cậu hả? Đến công ty cậu à? Rồi cũng đến bệnh viện nữa. Nói chuyện ra. Nói rồi. Sau đó thì sao? Hỏi cậu đó. Không phải cậu về nhà rồi sao? Uống rượu. Rượu hả? Cậu đây là đang vui hay là không vui? Một thùng. Đang vui chứ. Ngày mai tốt nghiệp rồi, làm gì mà không vui? Tiểu Tử Tuệ vẫn không đồng ý nhập hội hả? Không đồng ý, không đồng ý, không đồng ý. Nào, chúng ta tự mình cản ly. Không, không có cổ phần. Việc gì mà không làm? Mở quán cơm nhỏ có lạ không? Ngồi trong văn phòng, cứ nghĩ bản thân nằm trong top 500 của thế giới. Nhỡ đâu hai người bọn họ trở thành top 500 của Thượng Hải thì sao? Làm công không giống với làm chủ đâu. Bà chủ tiệm nhỏ cũng là bà chủ. Mình phản đối. Phản đối vô hiệu. Mình vẫn phản đối. Một lần nữa vô hiệu. Tự nhiên mình nghiêm túc nói cho cậu biết. Nếu tiểu giả đó mà đến là mình đi đó. Hai người tụi mình chỉ chọn được một. Cậu chọn đi. Đừng. Đừng kích động, đừng kích động. Đừng kích động. Đồng ý rồi là phải đánh đổi bằng cả sức lực. Mình không muốn bốc đồng. Bọn mình bất đồng là được rồi. Cậu còn phụ trách việc ngồi đây bình tĩnh lập kế hoạch. Nếu như giả tiểu đó nhập hội, sớm muộn gì cũng có một ngày không phải mình bóp chết cô ta thì cũng là cô ta chọc riêng mình lên. Chúng ta mở nhà hàng cũng cần điểm tốt đúng không? Cậu không muốn xảy ra vụ án hình sự chứ? Tiểu Trọng, cậu muốn nghe tôi nói là thật lòng không? Thực ra cậu và giả tiểu đó đó đều không quan trọng. Quan trọng là Triệu Tử Tuệ. Mình không hiểu. Mình từ bao giờ? Từ Thiên, mình biết rồi, mình hiểu rồi. Từ Thiên, có phải cậu nhìn trúng Triệu Tử Tuệ người ta rồi không? Trung Quốc có câu nói từ xa xưa là gì ấy nhỉ? Chính là cái gì mà nên kim, cái gì mà chân thành thật, đại loại vậy. Mình đoán là cậu đang muốn nói là có công mài sắc có ngày nên kim. Chính là câu đó. Cậu nói xem học thức của cậu cao như vậy, sao lại là đầu bếp chứ? Có học thức mới không đứng núi này trong núi nọ đó. Cậu mới là người đứng núi này trong núi nọ. Nói thật lòng đi, có phải nhìn trúng Triệu Tử Tuệ rồi không? Điên à? Ngày mai mình lại đến bệnh viện thăm bà.
Cậu điên rồi. Ngủ đi. Ngày mai mình còn phải đến bệnh viện thăm bà. Vậy mình đi cùng cậu nhé. Tử Tuệ, không phải cậu thích Từ Thiên rồi chứ? Ai mình cũng không đặt vào mắt. Như thế này là tốt nhất. Ai đó? Chắc Bao Tử qua coi. Không thể nào. Nếu như Bao Tử thì cô ấy đã xông vào rồi. Cậu dám cược không? Ai là Từ Thiên? Từ, tôi. Anh chịu phát nhanh. Vé tàu hỏa. Ký vào đây đi. Xong rồi, được, cảm ơn. Xé nó ra. Được rồi, cảm ơn. Cảm ơn nhé. Vé tàu à? Là vé tàu sao? Cậu đi đâu? Về nhà. Khi nào? Thứ hai. Vừa nãy đang nói chuyện mở quán ăn, sao giờ lại đi chứ? Mình đã không về nhà 2-3 tháng nay rồi. Đôi chân này ở trên cơ thể mình. Ờ, vậy đi. Hai người uống rượu mà không gọi mình. Vậy vậy vậy, để mình ngồi. Anh uống nhiều chưa? Chưa nhiều. Vậy muốn nói với anh về chuyện công việc. Chuyện công việc. Anh uống nhiều rồi. Em bóp chết anh. Em nói rồi đó. Chuyện này, khi nào thì em đến nhà hàng của các anh? Để làm gì? Tùy ý. Sao có thể tùy ý được chứ? Không thể nào tùy được. Có nhiều người muốn em rồi. Cậu muốn nói gì nói đi. Như vậy đi. Thứ hai anh về Diêm Thành. Anh nói với mẹ một tiếng. Vậy được. Vậy thứ hai em cùng đi với anh. Không cần đâu. Cần. Em phải đi khảo sát thực tế. Phải chọn lựa cả hai bên. Vé tàu cao tốc em tự mình đặt trước. Đợi nhà hàng các anh nhận em làm thì thanh toán là chi phí cho em. Nếu như không nhận thì sao? Không thể nào. Sao có thể được chứ? Được rồi, em kiếm được việc rồi. Nào uống thôi. Kết hôn là chuyện quan trọng. Chị làm gì mà gấp gáp như vậy? Tôi gấp gáp cái gì? Tôi chả gấp gáp gì cả. Tôi chuẩn bị 2-3 năm nay rồi. Con tôi tốt nghiệp xong, ngày về cũng trúng ngày tốt. Tôi tìm người tính qua rồi, vô cùng tốt. Hiển Nhi, đặt ở đó, đưa bộ chăn ra yêu ngưng hí tủy cho dì Kiều xem. Chị xem chất lượng của chúng tôi. Chị xem này, chị xem đường thiêu đi. Tôi tìm người tay nghề thiêu cao đó, rất đắt tiền, đắt lắm luôn. Vậy khi nào chị đến tiệm áo cưới của tôi xem? Chị an tâm, tôi sẽ đến mà, chị không cần vội. Tôi sắp xếp việc ở đây xong rồi sẽ đến. Giường cưới vẫn chưa mang đến à? Có lẽ đến rồi. Cháu ra nhận đây. Cháu không biết đâu, không biết đâu. Để cô tự ra nhận. Giường cưới là quan trọng nhất mà. Nếu chất lượng không tốt, không để bằng họ khiêng vào. Tiểu Lệ, cô cũng được có đi. Con đi làm việc của mình đi. Con đợi lát nữa phải thử váy cưới nữa. Không sao. Gì à? Thực sự không gọi điện cho Tử Thiên à? Con cũng nên thay đổi xưng hô chứ. Vẫn còn gọi gì? Trong lòng con cảm thấy bất an lắm. Con yên tâm, vé tàu cũng đã gửi đến rồi. Con gọi điện cho nó ngược lại càng rối thêm. Không cần gọi. Không cần gọi. Nghe lời mẹ. Là ngân hàng nhà nước à? Gần nhà cậu còn có ngân hàng nào nữa không? Qua ngã rẽ là thấy ngân hàng kiến trúc đó. Vậy cậu cứ đứng trong ở đây. Mình qua ngân hàng kiến trúc một chuyến. Chúng ta như đang điều tra thăm dò ấy nhỉ? Mình đã nói với cậu sau này doanh nghiệp của chúng ta thành công sẽ viết lên trang sử mới. Tới rồi, tới rồi. Kẻ thù của mình cũng tới rồi. Bình tĩnh nào, bình tĩnh một chút. Mình thấy cô ta là bình tĩnh không nổi. 2 tiếng nữa. Chúng ta là cả cứng của nhau. Hai người họ cũng là cả cứng của nhau. Nếu như mình không vừa mắt Triệu Tử Tuệ, cậu có thể cùng Triệu Tử Tuệ làm việc không? Cậu hay so sánh cô ấy với Gia Cát Lượng. Vì vậy nên lịch sự với Dạ Tiểu đó một chút. Nếu như không, Triệu Tử Tuệ sẽ không tham gia đâu. Thứ hai nữa là, cậu có phải là đàn ông không vậy? Cậu nhìn xem, là đàn ông thì đừng tính toán chi li với con gái người ta. Cậu không thì cậu cứ xem cô ấy là không khí đi. Vậy đi, mình chỉ để Tâm lái xe thôi. Đi đi. Đi đi. Làm công tác tư tưởng với cô ấy rồi chứ? Tối qua đã nói rồi. Không thành công à? Nhanh thôi.
Anh chuẩn bị bao nhiêu tiền rồi? Em nói thử. Dù sao em cũng đầu tư một khoản nhỏ. Triệu Tiểu Từ quyết định. Tới rồi. Ra rồi. Có duyên thật. Trả anh tiền. Hôm qua chỉ mượn 100 tệ. 100 tệ còn lại là tiền công hôm qua anh chăm sóc bà tôi. Thanh toán xong rồi. Vậy 100 tệ không đủ rồi. Vậy anh muốn bao nhiêu? 100 tệ một lần là đủ rồi. Nhưng mà hôm qua bà hẹn tôi một mình đến bệnh viện cùng bà đi dạo. Một mình cô biết không? Bà có chuyện muốn nói với tôi. Ngồi trên giường chắc chắn so với đi bộ tiện hơn nhiều rồi. Dạo bộ chắc chắn phải đắt hơn rồi đúng không? Cứ cho là tôi tìm kiếm nhân tài thì cũng phải thu tiền 100 tệ chứ. Đưa điện thoại anh cho tôi. Làm gì? Đưa cho tôi đi. Đây. Kết nối rồi. Xin chào. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang có cuộc gọi khác. Xin vui lòng gọi lại sau. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang có cuộc gọi khác. Xin vui lòng gọi lại sau. Điện thoại bỏ trong túi áo. Tôi muốn nghe anh và bà nội tôi nói chuyện. Tôi cũng không nói năng linh tinh. Cũng đề phòng anh nói năng linh tinh đó. Vậy cô giao phạm gì đi. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Hôm qua bà hỏi tôi khi nào tôi và cô kết hôn, tôi nên trả lời như thế nào. Tôi nói hóa ra nên có một người tên là Diêm Nhật Châu đến. Nhưng cô với hắn đã kết thúc rồi. Tôi tạm thời làm thế thân kiếm 100 tệ. Nhưng tôi vẫn có mục đích khác. Tôi muốn cô gia nhập hội trắng tay lập nghiệp mở nhà hàng. Tôi thật lòng đó. Nếu như bây giờ cô vẫn không an tâm, bây giờ vẫn còn kịp. Bây giờ tôi lại đi nói với ba và bà cô. Cô làm việc trên đất Thượng Hải một năm nay cũng dạng thường thường thôi. Nên những lời cô nói kia là linh tinh đó. Tử Tuệ, bà con bảo Từ Thiên qua đây một chút. Cháu đến đây. Làm ơn. Ba. Nhìn đi nhìn lại vẫn không tệ. Gia đình cậu ấy điều kiện tốt không? Cũng được ạ. Làm kinh doanh à? Không phải. Thời buổi này vẫn còn người không làm kinh doanh à? Sáng sớm ngày mai xuất viện, con qua đón bà. Bà con nói rồi đó. Thứ hai con lại phải đi làm. Không làm phiền con. Ba. Nhiều nhất là 3 năm nữa con đưa bà lên Thượng Hải. Nhà con cũng xem xong rồi. Không phải con có nhà rồi sao? Mua một căn mới cho bà ở. Như vậy cũng được. Ba, hay là ba về phòng bệnh trước đi. Con ở đây đưa bà về phòng. Chúng ta đi thôi. Được ạ, à, nào. Con không cần đỡ bà. Bà đi chậm là được. Con vẫn đỡ bà để Tự Tuệ nhìn thấy. Nếu cô ấy không hài lòng, con đây coi như phí công vô ích. Hai đứa quen nhau từ khi nào? Bạn gái cháu hả? Chứ còn có thể là ai được. Cũng được thời gian dài rồi ạ. 18 năm rồi ạ.
Sớm vậy sao? Là mẹ cháu dẫn cô ấy đến. Mẹ cháu gặp cô ấy rồi à? Đúng là đã gặp qua. Còn xem cô ấy như con gái ruột nữa. Tình hình mẹ cháu có tốt không? Cháu đừng buồn. Con gái lập gia đình, ở đâu mẹ chồng tốt là có phúc. Bà, chỉ cần hai người bọn cháu có chuyện gì, mẹ cháu chắc chắn xăm mắng cháu đầu tiên, giống như cháu không phải là con ruột của mẹ vậy. Cháu có thích Tử Tuệ không? Thích không? Cô ấy nói thật lòng mà. Đương nhiên là phải thật lòng rồi. Thích à? Nhưng không phải là kiểu sống đi chết lại, không có gì khác so với mọi người cả. Ừ, không cần phải sống cuộc sống giống như mọi người. Sống đi chết lại cũng không kéo dài được. Mà vẫn chưa biết cháu làm gì. Cháu chuẩn bị mở nhà hàng, một quán ăn à? Vậy Tử Tuệ đến quán ăn cháu mở ăn lần nào chưa? Cô ấy còn đi làm ở công ty. Cô ấy chủ yếu phụ trách chỉ đạo cháu. Cô ấy còn tham vọng hơn cháu. Cháu cần phải nói với nó. Con gái tham vọng quá nhiều sẽ chịu thiệt đó. Đời người nói ra thì cũng trở thành quá khứ cả. Lúc trẻ tuổi tham vọng cao hơn trời, sau này ngẫm lại, nhìn lại những thứ mình từng xem thường lại tốt hơn so với bất kỳ thứ gì. Bà ơi, Tuệ Nhi, chúng ta về phòng thôi bà. Nào đi thôi. Bà Ngô, đo huyết áp nào. Buổi chiều bà cần nghỉ ngơi, vận động vừa phải là được rồi. Bà à, cháu đo tay phải cho bà nhé. Hai đứa con về đi, bà muốn ngủ một chút. Bà ơi, tối bà muốn ăn gì? Đến Thượng Hải một chuyến, mang hai chiếc bánh bao nướng ngon nhất đến. Được ạ, cháu đến công ty mang về cho bà. Công ty của cháu có bánh bao sao? Công ty không có. Cháu lên công ty tăng ca làm xong mấy bản kê khai, trên đường về mua đến cho bà. Cháu đi cùng Tuệ Nhi đi. Dạ được. Bà ơi, giờ tụi cháu đi trước nhé. Bạn gái của anh tên gì? Đao Lệ. Ở cùng nhà sao? Vẫn chưa kết hôn mà. Nhưng cũng như người trong nhà rồi. Vừa nãy tôi nói với bà chính là cô ấy. Sao hả? Lừa bà như vậy hài lòng chứ? Tôi thực tâm đến mời cô tận 3 lần rồi. Cô cũng nên đồng ý gia nhập hội rồi chứ. Ý gì đây? Cảm ơn anh. Ngày mai không cần đến nữa. Tôi... Chiếc xe này bao nhiêu tiền? Mua bảo hiểm chưa vậy? Tôi có bằng lái xe đó. Lúc đi chơi cùng công ty tôi thường xuyên lái xe. Cậu có đói bụng không?
Nếu tôi là Triệu Tử Tuệ, sớm muộn gì cũng sẽ hợp tác với các cậu. Triệu Tử Tuệ là thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh đó. Những gì đã học được có dịp xài đến rồi. Cậu nói xem, trong văn phòng toàn bộ đều là thạc sĩ quản trị kinh doanh, lại không thể hiện được khả năng của mình. Cậu ấy ở trong nhóm 4 người chúng ta có thể dẫn đầu rồi, đúng chứ? Tôi xem cô như không khí vậy. Cô lại biến chính mình thành đám ruồi bọ. Cậu nói gì mà khó nghe vậy? Cậu muốn chết à? Tôi thực sự nhịn cậu lâu lắm rồi đó. Bổn tiểu thư đây nãy giờ đang lừa cậu đó, có biết không? Chẳng có chút không khí gì. Chẳng có gì tôi không làm được. Tôi đã làm sai cái gì chứ? Trời ạ, tôi làm sai cái gì vậy? Đi ra đây, giải thích đi. Không phải, cậu làm tôi đầu óc choáng váng lên rồi đó. Giả Tiểu Đoá, cô chính là người mà trời phái xuống để hành chết tôi đó. Cậu hành chết tôi thì có, xe cộ gì mà tồi tàn như vậy? Ai hành chết ai chứ? Tử Tuệ, Tử Tuệ, cô nói câu công bằng xem. Trời ơi, Tử Tuệ đi, đi mau, nhanh lên. Đi đâu hả? Đi đâu đó? Đừng phí lời nữa. Tử Tuệ, Tiểu Đó, Từ Thiên, sao? Sao lại thế này, xảy ra chuyện gì? Mình đã coi cô ta như không khí rồi. Mà không khí, lấy xe của tôi. Hai chúng ta có phải là bạn không? Phải. Chuyện này chưa xong đâu. Đúng, chưa xong đâu. Chưa xong đâu đó. Tiểu Tuệ, dừng lại đã. Cô chờ đã. Anh muốn làm gì? Cô được hay không cũng nhanh nói dứt khoát một lời chứ. Không được. Vì sao? Chúng ta vốn dĩ không hiểu nhau. Tôi cũng không cần hiểu cô. Cô có thể tùy ý hiểu tôi sao cũng được. Cảm ơn chuyện anh đã giúp tôi. Việc mở quán ăn cũng chẳng khác gì 1001 đêm là bao. Chị nói không làm mới là 1001 đêm đó. Chị bằng cứ thử xem. Muốn thử thì cậu thử đi. Nhưng bọn họ tìm là cậu. Cậu có đầu óc, hai người bọn họ có tay nghề. Tôi và Triệu Trọng là đầu bếp chính. Chiên xào hầm luộc hải sâm, bào ngư tổ yến, xương sườn. Anh mở nhà hàng hay là mở quán vỉa hè vậy? Đầu tư bao nhiêu? Đầu tư nhà hàng phải trên 10 triệu tệ. Phải khảo sát thực tế hoàn cảnh người dân trong khu vực, nghiên cứu những món ăn được ưa chuộng, nghiên cứu phong cách phục vụ. Đặc biệt là đầu bếp chính là chiêu bài. Đầu bếp mới hành nghề cán đáng không nổi gì kinh doanh của nhà hàng. Quán ăn vỉa hè. Đúng rồi, chính là kiểu 5, 6, 7, 8 bàn gì đó. Vừa nấu vừa bán, vừa tiết kiệm là vừa thực tế. Đơn giản quán vỉa hè là xong. Những món ăn bình thường cũng không cần phải làm cho ngon miệng. Hải sâm cá muối không tính là thật. Làm sao cô biết tôi nấu những món thông thường không ngon chứ? Mọi người trong trường đều khen ngon. Tôi lại chưa có nếm thử. Cô nếm thử đi. Từ Thiên, chúng ta vẫn cứ làm bạn thôi. Triệu Tử Tuệ, anh có ý tưởng của anh, tôi cũng có công việc của tôi.
Vấn đề chính là bấu chốt ý tưởng của anh vẫn chưa hoàn thiện, chỉ là suy nghĩ trong lúc xúc động nhất thời mà thôi. Suy nghĩ của tôi cả đời này đều sôi sục như vậy đó. Mình cũng nghĩ bất đồng không có gì không tốt cả. Cậu nói xe mình không bất đồng thì làm sao đến Thượng Hải? Mọi người đều đến Thượng Hải như vậy thì cả đời này cũng không gặp nhau rồi đúng không? Suy nghĩ của tôi từ xưa đến nay không hề đánh mất bình tĩnh, vậy nên mới cần phải thử. Không thử, nói không chừng hương vị rất ngon thì sao? Ngon đến cỡ nào chứ? Cô phải thử mới biết được. Tôi rất bận, không có thời gian, vẫn phải trở về công ty tăng ca nữa. Vậy cô lấy lại 100 tệ đi. Anh làm gì kiếm tiền, tôi không nợ nhân tình. Như thế nào rồi? Đụng vậy rồi bồi thường bao nhiêu tiền? Bồi thường tự sửa. Cái gì? Tự sửa? Xin lỗi chứ tôi chưa nghe rõ. Tự sửa hả? Xe này vẫn còn có thể chạy chứ? Có thể bay đó. Chỗ này. Chỗ này nữa. Đèn sao? Nếu thêm hộp kim sơn thì hết thảy 5.000. Xe của tôi tổng cộng hết bao nhiêu tiền? 3.000. 3.000 tệ. 450 tệ. Như vậy đi, anh xem chúng ta chỉ cần sửa máy bơm là được rồi. Sau đó sửa thêm đèn, hộp kim sơn gì đó không cần sửa. 2.500 tệ. 3.000 tệ. Thấp nhất là 3.000 tệ, không thì thôi. Làm cẩn thận một chút. Nào, ký vào đây. Đèn của anh em, chiếc xe này phải sửa trong bao lâu? Chắc khoảng 2 tiếng. 2 tiếng. Có thể nhanh một chút được không? Xe này tôi phải dội đi chở đồ nữa. Được rồi, tôi sẽ cố hết sức. Chở đồ? Chở đồ gì? Bàn bếp, bình ga, sẽ nấu ăn, gia vị nguyên liệu nấu ăn. Đến đâu lấy? Đến trường học. Theo tôi hiểu thì cái này không giống gọi là chở đồ, mà gọi là trộm đồ đó. Anh muốn làm gì vậy? Việc này cậu không cần lo. Ngày mai tốt nghiệp rồi đó. Cậu ở ngoài lấy trộm đồ, đây không phải là vấn đề ở ngoài nữa. Cậu không muốn tốt nghiệp à? Tối nay tôi vẫn quay lại, không ai biết có phải là xong rồi sao? Cậu mang tim mình nuốt vào bụng đi. Chụp cái gì vậy? Cho thuê mặt bằng. Chẳng phải cậu không giúp người ta à? Khẩu thị tâm phi mà. Thật là muốn cái gì cái đó đến. Vị trí này cũng rất thích hợp đó. Có cần gọi điện thoại cho chủ không? Nhưng giá tiền lại không thích hợp. Cứ bàn đã. Cậu nhìn gần đây đi, nhiều quán ăn nhỏ như vậy, kinh doanh chắc là thuận lợi. Đi thôi. Rốt cuộc là để ý hay không để ý vậy? Cậu đi trước đi, mình còn đến công ty tăng ca. Xin chào, cho tôi hỏi 178 ở đâu? Ở đây, chính là ở đây, cảm ơn chị. Xin hỏi Triệu Tứ Tuệ có đây không? Cô là ai? Tôi là Lưu Sảnh.
Giường của Triệu Tử Tuệ ở đâu? Có cái bản kế hoạch trong 3 năm kia chính là của cậu ấy. Cô là bà chủ công ty của Tử Tuệ à? Đúng vậy. Nhưng không phải lãnh đạo công ty là Diêm Nhược Châu à? Đổi rồi. Dương Nhiệp Châu là trưởng phòng cấp dưới của tôi. Sếp lớn. Triệu Tử Tuệ bây giờ đang tăng ca công ty rồi. Để tôi gọi điện cho cô ấy nhé. Không cần đâu. Nói chuyện với cô cũng không khác gì. Nói chuyện với tôi. Cô mua bảo hiểm rồi chứ? Chỉ có mấy bộ quần áo này thôi sao? Đúng vậy. Nơi này cũng có người ở sao? Tôi là người. Triệu Tử Tuệ cũng vậy. Mua ở chợ Hồng Kiều à? Là quà tặng. Cẩn thận bị ngộ độc gì. Bà chủ Lư, cô là được công ty cử đến quan tâm đời sống công nhân viên chức. Để hiểu rõ Triệu Tử Tuệ, cô muốn hiểu rõ Triệu Tử Tuệ thì tìm hiểu công ty chứ. Chứ nhà này tôi ở một nửa, cô lại tìm hiểu thêm cả tôi nữa. Ba mẹ của ta ở đâu? Liêu Ninh. Thật không dễ dàng. Không bằng sao lại lập ra bản kế hoạch 3 năm chứ. Mua một căn nhà ở Thượng Hải, ai mua cho cô ta chứ? Phía trên để viết rành ranh như vậy, tự mình kiếm tiền, tự mình mua. Lương thăng chức cũng do cô ta quyết định à? Đương nhiên là do cô quyết định. Của tôi, đứt rồi, chưa kịp may lại. Cuộc sống sao mà thiếu thốn. Khó trách lại muốn trèo cao. Tức chết tôi rồi. Lương Sảnh đúng không? Tiếp theo đây tôi có lời muốn nói. Toàn quyền đại diện cho Triệu Tử Tuệ. Cô muốn nói cái gì? Vừa mới vào cửa bắt đầu làm dương mẫu nương nương. Cả người trùm bao bố. Da dẻ thì lão quá. Cô muốn đóng đến vai ông trời à? Cô mấy tuổi rồi? Cô mấy tuổi rồi? Mấy tuổi rồi? Mấy tuổi rồi? 40 tuổi nhỉ? Tuổi tác lớn như vậy rồi, đương nhiên phải dùng bộ trang điểm của người chết rồi. Nếu không thì đàn ông sao có thể để mắt tới cô? Nói thật lòng với cô nhé, vô dụng thôi. Đàn ông cũng thích những cô gái xinh đẹp, đúng không? Sắc mặt sao lại kém như vậy? Có phải nhan sắc cũng phai rồi không? Nào, cần tôi giới thiệu cho một loại mặt nạ chiết xuất từ thiên nhiên không? Để cô loại bỏ chất độc. Sản phẩm chăm sóc sức khỏe so với mấy sản phẩm từ người chết trong thẩm mỹ viện hữu ích hơn nhiều. Cầm lấy. Cầm lấy, tặng cô đó. Đừng khách sáo.
trò vui gì chứ. Gặp quỷ mà. Anh muốn nói cái gì? Vẫn còn đang tức giận à? Anh đang ở trong phòng của chúng ta đây. Tôi nói với anh một lần nữa, căn nhà đó không liên quan gì đến tôi. Em sao lại nữa vậy? Tôi cảm thấy lời nói đúng. Những cô gái xinh đẹp cũng nên tìm hạnh phúc cho riêng mình. Là tôi hẹp hòi rồi. Dù sao cũng đừng đi. Sau này Triệu Tứ Tệ sẽ chỉ là trợ lý của anh. Tuổi trẻ xinh đẹp mới là chân lý. Sau này tôi chỉ là cấp trên của anh. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau. Diêm tổng, Tử Tuệ. Hôm qua gửi tin nhắn cho cô, cô không trả lời lại. Không có tin gì tốt. Chuyện ở bệnh viện tôi xin lỗi. Đó không phải là ý định của tôi. Không sao cả. Tử Tuệ. Diêm tổng, sau này có chuyện gì lúc đi làm hẳn nói. Sau giờ làm việc đừng gọi điện thoại cho tôi nữa. Có chuyện gì không thể gọi cho cô. Cô là trợ lý của tôi. Trợ lý kinh doanh. Không có liên quan gì đến đời sống riêng tư. Tôi cũng muốn có cuộc sống của riêng mình. Thế thì sau này càng khó đối xử hơn. Triệu Tử Tuệ. Tử Tuệ. Quán ăn vỉa hè, món ăn đời thường. Đếm thử tay nghề của tôi đi. Anh điên rồi sao? Món chính là thịt bò xào, một đĩa rau xào. Món rau xào vẫn là chiên vịt. Chọn một món đi. Anh như vậy đội quản lý sẽ đuổi anh đi đó. Vậy nên mau chọn món đi. Món rau nhé. Rau xào với tỏi. Rau xào nhé. Rau xào để kiểm tra tay nghề. Rau xào. Bột này để tôi nhờ bạn giúp. Còn nhân là tôi tự làm. 8 chiếc bánh bao Thượng Hải, 5 phút nữa sẽ nhanh chóng ra lò. Mang về cho bà nếm thử. Tuyệt đối ngon hẳn so với mấy quán ăn vỉa hè.